Mới đây, tại buổi làm việc với Cục Công nghiệp về các nhiệm vụ liên quan đến phát triển công nghiệp của đất nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình công tác của Cục Công nghiệp 9 tháng qua, Cục trưởng Trương Thanh Hoài đã nêu bật vai trò của Cục trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp. Các hoạt động của Cục Công nghiệp cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các hoạt động hỗ trợ khác trong ngành công nghiệp, tiếp tục tiến hành công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong các tháng cuối năm, Cục Công nghiệp sẽ tập trung công tác bảo đảm an toàn phòng dịch, phục vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, đề xuất hỗ trợ chính sách về tài chính, tín dụng, an sinh xã hội cho doanh nghiệp và người lao động. Theo các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, để phát triển công nghiệp, công tác xây dựng thể chế, đặc biệt là các công cụ, tiêu chuẩn là rất cần thiết. Vì vậy, cần nâng tầm các chính sách phát triển công nghiệp đủ mạnh theo hướng xây dựng và ban hành luật phát triển công nghiệp, trong đó có lồng ghép chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. Một số ý kiến cho rằng cần thiết có hệ thống thuế mang tính linh hoạt để phát triển công nghiệp, góp phần tạo thêm lực đẩy và lực kéo các sản phẩm, dự án công nghiệp. Cần xác định rõ nội hàm những ngành công nghiệp nào là những ngành mang tính nền tảng để tập trung phát triển. Bên cạnh đó cần chú trọng và có cơ chế để phát huy vai trò của các địa phương thúc đẩy phát triển công nghiệp. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà Cục Công nghiệp đã làm trong thời gian qua, như tích cực tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025, triển khai các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế như World Bank, UNIDO và các doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, Toyota, Mitsubishi trong đào tạo, cải tiến, xúc tiến kết nối các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trở thành các nhà cung cấp cho các tập đoàn lớn, chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài bộ tham mưu hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là tham mưu chính sách hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm cung ứng hàng hóa sản xuất, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, v.v. Đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới.